Bây giờ ở đây có một câu hỏi: con đọc kinh Bi Hoa, con không hiểu bát niết bàn. Vậy niết bàn và bát niết bàn khác nhau như thế nào? Niết bàn là niết bàn, còn bát niết bàn là bát đó ở niết bàn. Cái chữ bát ở trong cái trường hợp này á, nghĩa là đại. Thay vì ta kêu là đại niết bàn thì dùng chữ bát niết bàn. Cũng giống như cây pháo lớn á, là cây đại bác. Thật sự ra chữ đại là lớn rồi, chữ bát cũng là lớn. Bởi vì cây pháo này không có cái, nó không có cái cây nào mà to như cái cây súng này nữa hết á. Nó là một hình thức cây súng, nhưng mà cây súng này to quá thì kêu là cây đại bác. Thì cái chữ giống như chữ đại hồng chung, chữ hồng vốn đã lớn, nhưng mà cái chữ lớn đó nó chưa đủ để diễn tả cái chuông lớn, cho nên phải thêm chữ đại ở trước chữ hồng, kêu đại hồng chung, là cái chuông rất lớn. Và tiếng Anh không còn chữ nào dịch hết thì phải dịch là great bell, chuông to. Thì cái chữ niết bàn cũng vậy. Mình có niết bàn, mình có niết bàn không? Có. Có niết bàn tức là niết bàn là gì? Niết bàn là khi nào tâm mình không có buồn, không có khổ thì là niết bàn. Thì bây giờ ngay giây phút này mình có niết bàn không? Có. Nhưng mà mình có thể chưa có được đại niết bàn, tức là niết bàn tuyệt đối, cứu cánh niết bàn. Mình không có cái niết bàn trọn vẹn. Ví dụ như buổi sáng tụng kinh xuống, mình nghĩ rằng trời ơi, có một chén cháo, một tô mì, hủ tiếu mì, và có nước ha. Ngồi tụng kinh nhưng mà tưởng tượng đi ngang ngửi mùi rồi, thành tử ra chắc ở dưới đang làm hủ tiếu mì. Trời ơi, một lát mà xuống mà húp một tô nước súp mà nước lèo rồi thôi. Tới hồi ra nhìn trời ơi, toàn hủ tiếu mà xào mì xào. Cái là tự nhiên hồi nãy ở trên này là niết bàn rồi, xuống dưới kia là vỡ mộng niết bàn. Thì mình có niết bàn, nhưng mà niết bàn mình chưa có trọn vẹn. Mà nếu mà mình ăn cái hủ tiếu đó mà ăn hạnh phúc bình thường là đại niết bàn. Vậy thì Phật á, là người có đại niết bàn, vì lúc nào Phật cũng, cái tâm Phật nó bình lặng như vậy. Còn mình thì không, mình là không. Đây là ví dụ như là cái gối này nè, ai mà bình thường không có đau chân đau cẳng gì ngồi đây là niết bàn đây. Nhưng mà cỡ mà đau chân khá khá chút ngồi đây là mất niết bàn, phải kiếm cái ghế nào cao hơn chút nữa. Nhưng mà đến cái trình độ là thượng tọa rồi mà cái ghế cao cao kia cũng chẳng niết bàn gì, phải cho tôi lên ghế kia kìa, tôi mới có đại niết bàn. Đại niết bàn là niết bàn tuyệt đối, cứu cánh niết bàn. Vậy thôi. Đức Thế Tôn thọ ký cho các vị sẽ thành chánh giác là vị nào? Các vị trong kinh mà nói đó là những vị Bồ Tát mà, thí dụ như trong kinh Bi Hoa nói đến Đức Văn Quan Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền. Nếu trong kinh có những vị đó mà được nhắc tới thì những vị trong trong đối tượng lúc đó sẽ có, sẽ được thọ ký làm Phật. Vậy thôi. Còn thí dụ tùy theo kinh, thí dụ như kinh Pháp Hoa thì Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan, thấy không? Hay là bà Mahabhasabade sau này sẽ thành Phật. Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai Mahabhasabade, tức là di mẫu của Phật tương lai sẽ thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Đó, Ngài A Nan cũng được thành Phật, bà Yayudala cũng được thành Phật, thí dụ vậy. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi ý nghĩa của từ sư phụ, bổn sư, sư y chỉ sư, sư thầy. Mấy cái chữ này thì nó cũng bình thường, là chữ sư á, là thầy. Chữ sư bổn bản chất nó đã là thầy rồi. Thí dụ như người Hoa đó, người ta gọi thầy giáo mà dạy chữ là lão sư. Chứ người ta không kêu thầy giáo bình thường, kêu lão sư. Lão sư là những người dạy chữ cho mình á. Còn người nào mà dạy nghề, dạy dạy cho mình giáo pháp gọi là sư phụ. Thí dụ như bái thầy học võ cũng kêu thầy dạy võ là sư phụ. Còn mình là sư tử.
Thì mình bái thầy mà học võ, mình cũng gọi thầy đó là sư phụ. Nhưng mình lại ông thầy kia để dạy cho mình chữ thì là lão sư. Lão sư là thầy dạy chữ, dạy văn chương và hiểu biết. Còn thầy dạy cho mình võ thuật hay là những cái tâm linh gọi là sư phụ. Chữ phụ là gì? Phụ là cha. Bởi vì theo người Hoa đó, mình phải đối xử với cha mình, với thầy mình, với ông vua, ba người này ngang vai. Người xưa là quân, sư, phụ. Quân là vua, sư là thầy, phụ là cha. Ba người đó là ba người có quyền quyết định sống chết cho mình. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua mà bảo chết mà không chết là không phải là người người tôi trung thành. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ông vua biểu chết mà không chết là bất trung, chui dưới bàn Phật trốn là bất trung. Mà hễ mà cha mà biểu chết, phụ sử tử vong, con mà không chết là bất hiếu. Cho nên là người ta nói là thầy, cha và vua, ba người đó ngang. Vì vậy mà ráp cái chữ mà thầy á, trong chữ trong chữ sư phụ trong trường hợp nhà chùa đó, cái ý nghĩa nó còn sâu nữa. Thầy không phải chỉ dạy cho mình chữ tâm linh mà thầy còn nuôi cả đời sống mình. Ví dụ như hàng ngày mình ăn mặc do thầy cung cấp cho mình, như vậy rõ ràng là thầy là cha rồi. Đó là thầy nuôi mình từ nhỏ tới lớn là thầy là cha. Rồi bên cạnh đó thầy dạy cho mình đạo lý để mình sống là thầy. Cho nên chữ sư phụ trong trường hợp nhà chùa đó là đúng nghĩa. Vừa dạy cho mình đạo lý mình sống mà vừa cho mình đạo lý mà sống, đó là thức ăn của tâm linh. Cơm nước, quần áo hàng ngày, thuốc men, nhà ở, đó là đời sống của vật chất. Vậy thì người thầy trong chùa nuôi mình bằng hai thứ, vật chất và tâm linh, cho gọi là sư phụ. Còn chữ bổn sư là gì? Chữ bổn là gốc, sư là thầy. Thầy gốc của mình gọi là bổn sư. Ví dụ như các chú các thầy ở đây là xuất gia với Pháp Hòa, nhưng mà các thầy đi khắp nơi để du học, để mà cầu học với các vị khác, thì cho dù bao nhiêu thầy trong đời, nhưng mà mình vẫn có một vị thầy gốc của mình, đó là bổn sư của mình. Hiểu ý không? Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình đi qua bên Anh, có một vị thầy mình học, nhưng mà giờ mình ở xa thầy của mình quá, mà mình ở gần vị thầy bên Anh, thì mình xin thầy đó cho mình nương tựa, gọi là y chỉ. Y chỉ nghĩa là thầy mình nương tựa. Ví dụ thôi, bây giờ quý vị đã quy y với quý hòa thượng thượng tọa Việt Nam. Bây giờ quý vị qua Mỹ, qua Canada rồi xa thầy bổn sư mình, thì mình chọn một vị thầy nào mà gần gũi với mình, mà mình nghe giáo pháp của vị thầy đó mình thấu đạt, thì mình xin thầy đó là y chỉ sư của mình, thầy để mình nương tựa tâm linh để học hỏi. Cho nên đó mình gọi Đức Thích Ca Mâu Ni là bổn sư. Còn các Phật khác mình niệm thôi mà không gọi là bổn sư. Mình không có niệm Nam Mô Bổn Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Quan Âm Bồ Tát, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni gì, để mình nhận vị. Bởi vì không có vị thầy đó, mình không biết Phật Di Đà là ai, là mình không biết Phật Dược Sư là ai, mình chẳng biết các vị Bồ Tát là ai. Cho nên nhờ thầy bổn sư đó là người đầu tiên khai mở cho mình và giới thiệu cho mình về các chư Phật chư Bồ Tát. Ví dụ vậy thôi. Còn ví dụ như giờ mai mốt mà muốn nịnh Phật Di Đà để ổng kéo mình lên cho nó dễ, bổn sư Di Đà cũng không sao hết. Tùy mình. Nhưng mà ở đây trường hợp Pháp Hòa ví dụ chữ bổn sư đây là thật sự chữ bổn sư không có nằm trong Thích Ca Mâu Ni. Bổn sư là mình thêm vào. Cái danh hiệu nguyên thủy của Ngài là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà giờ mình muốn xác định đây là người thầy gốc của mình, cho nên đặt là bổn sư Thích Ca. Còn cái chữ sư thầy là ngoài Bắc gọi. Ngoài Bắc tôi gọi các nữ tu, các thầy, các sư nữ,
và sư thầy, mà không phải là mới tu, phải có một cái chiều dày. Rồi còn các vị mà mới vào kêu sư già, phải không ạ? Các vị mới tu kêu sư già, tu lâu kêu sư thầy. Còn như chú Trung Chánh á, chú Tịnh Trơn là sư bác. Sư bác là các chú sa di. Còn các thầy tân tỳ kheo như thầy Tịnh Tạng, thầy Đức Tạng, thầy Trung Thiện đó là gì? Biết không? Sư gì? Sư ông. Các thầy tân tỳ kheo là sư ông. Còn mà tu lâu gỡ qua thầy viện chủ hay là lớn hơn nữa kêu sư cụ. Sư cụ. Còn các thầy là sư ông đó. Chứ không phải theo kiểu trong miền Nam, sư ông là thầy của thầy mình, sư bác là anh của thầy mình, mình mới kêu sư bác. Em của thầy mình gọi sư thúc, tức là sư đệ của thầy mình kêu sư thúc. Sư huynh của sư phụ mình gọi là sư bác. Nhưng mà ngoài Bắc á, các vị mới xuất gia thọ sa di là sư bác. Hồi xưa Pháp Hòa có quen mấy sư cô người Bắc á, viết sách cho Pháp Hòa, tặng sách á, kính tặng sư bác Pháp Hòa. Đó là sa di đó. Còn ngoài Bắc mà nếu mà vị nào mà người ta kính trọng mà đúng cái level, cái chức vị của vị đó thì ta gọi đúng hòa thượng hay thượng tọa. Còn cái danh từ gần gũi ta gọi là sư cụ. Sư cụ là những vị già trong chùa, tức là hòa thượng đó, gọi sư cụ. À. Còn nếu mà gọi thân thương nữa thì bỏ chữ sư đi, cụ thôi. À. Có giống như ngoài Huế vậy đó. Thân thương trong chùa gọi ôn. Ôn khỏe không ôn? Chứ không phải theo kiểu trong Nam là ôn hoàng. Không phải, ôn là ông đó. Ông đó, thí dụ như ông nội cũng gọi là ôn, nhưng mà ôn nội. Ông ngoại là ôn ngoại. Mẹ là bà ngoại là mẹ ngoại, bà nội là mẹ nội. Rồi vào chùa cũng gọi các sư, các hòa thượng gần gũi như sư ông, thân thương, ôn. Mà gọi thân thương, thí dụ như ôn Trúc Lâm, ôn Từ Đàm, ôn Vạn Đức, ôn Từ Hiếu, thí dụ vậy đó. Những vị trụ trì của các chùa Già Lam đó, chúng ta gọi thân thương bằng ôn đó. Ôn Trúc Lâm, ôn Thuyền Tôn, thí dụ vậy. Cho quý vị mà có gặp chú Tịnh Trơn, chú Trung Chánh mà kêu sư bác đó, là không phải là thầy, ông là anh của thầy, mà nghĩa là sa di. Các vị sa di mới tu. Còn gọi các thầy mới thọ tỳ kheo là sư ông. Kính bạch thầy, đối với vị thầy nói pháp mà hành sai pháp, con lại sanh tâm bất kính. Kính mong thầy dạy con phải làm sao. Cái này thì không nên. Bởi vì ở trong cái hạnh của một vị Bồ Tát mà chúng ta luôn luôn phải tâm niệm, đó là hạnh của vị thường bất khinh. Thậm chí người ta lấy đá, người ta luyện ngài, lấy cây người ta đánh ngài, mà ngài chạy đằng xa, ngài vẫn với tới, ngài nói tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị là Phật sẽ thành. Như vậy thì cho dù một vị thầy nói pháp đúng mà hành pháp sai, thì vị đó vẫn còn một phần là nói đúng, chỉ có cái phần hành nó không đúng thôi. Như vậy thì chúng ta trường hợp này, nếu nói về tứ y thì chúng ta phải nương vào tứ y để chúng ta hành xử. Tứ y là gì? Là bốn điều chúng ta cần nương tựa, y cứ vào đó để mà chúng ta hành xử. Điều thứ nhất, đối với người nói đúng mà làm không đúng thì chúng ta cứ y theo cái pháp, đừng y theo người nói pháp. Trường hợp này gọi là y pháp bất y nhân. Y pháp bất y nhân. Rồi có nhiều khi vị đó nói cái nghĩa lý thì hay, mà cái chữ người đó dùng thô quá, thì trường hợp đó mình y nghĩa bất y ngữ. Nên nương vào cái nghĩa của người đó muốn nói, đừng có để tâm cái lời nói của người đó, vì có thể người đó không biết dùng từ. Pháp Hòa ví dụ nha. Ví dụ thầy đó lên thầy giảng, thầy nói trời ơi, quý vị có ăn tàu hũ nước đường chưa? Trời, cái món đó ăn đã lắm. Đúng ra người tu là không xài cái chữ đó.
Người đời người ta nói cái chữ đó để nói lên cái ngon và cái, nhưng mà cái chữ đã đó nó có cái tính chất thỏa mãn cái gì đó theo cái ý muốn của mình. Người tu không nên dùng. Mà nói dữ lắm là cái món đó ngon dữ lắm là quá rồi. Mà nếu mà người đó mà nói trời ơi quý vị biết không, ăn cái đó vô nó phê luôn. Người tu ai mà xài cái chữ đó. Nhưng mà có thể cái vị đó không biết, nghĩ rằng muốn express, muốn biểu lộ cái ngon đó, cái mình nghe dưới này mình khó chịu, thì thôi trường hợp để cho hóa giải cái phiền não của mình, y nghĩa bất y ngữ. Rồi có dịp nào mình gặp thầy đó, mình nói dạ thầy, con xin sám hối thầy, con góp ý là cái từ đó ngoài đời ta nói nó có tính cách nó hơi thô, xin thầy lần sau đừng dùng, tụi con dưới này nghe khó chịu, thí dụ vậy. Còn nhưng mà nếu mà mình, nếu mà vị đó mình không có cơ hội mình nói thôi, nhưng mà ý cái gì đó mình hiểu thì thôi, y nghĩa bất y ngữ, hai y rồi phải không, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ. Rồi cái trường hợp thứ ba là vị mình nhận nhìn một cái gì đó, mình khoan lấy phân biệt của mình, mình khoan lấy cái phân biệt của mình mà mình định kiến một cái gì đó để rồi mình phiền não. Mà mình phải dụng trí tuệ của mình để mình thay thấy. Cái đó gọi là gì? Y trí bất y thức. Chữ thức là gì? Chữ thức nghĩa là nhận thức phân biệt. Cái phân biệt của mình, mà cái phân biệt, cái nhận thức bình thường của mình là luôn luôn nó có cái gì? Nó có cái thành kiến ở trong đó. Mà chúng ta phải nên lấy cái trí tuệ để soi sáng. Nhiều khi cái vị đó làm á, làm sao mình hiểu được cái thâm ý của người ta, vì cái chiều sâu người ta hơn mình. Hồi xưa có câu này nè: thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh á, nó sâu lắm, cái tâm phàm phu khó mà trắc nghiệm được cái điều đó. Thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Chữ nan là khó. Cái ý của bậc thánh thì nó sâu sắc lắm, làm sao mình lấy cái tâm phàm của mình để mình nghĩ ra được. Cho nên mà mình đem cái nhận thức bình thường của mình mà mình để mình trắc nghiệm cái tuệ giác của một bậc tu hành thì khó. Cho nên trường hợp đó mình phải nương vào cái thứ ba là y trí bất y thức. Đừng có nương vào cái nhận thức của mình, phải nên nương vào cái trí tuệ soi sáng của mình. Y trí bất y thức. Rồi cái thứ tư là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Thường thường kinh sách đó, có hai loại: liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Phong vào ví dụ nè, ở chùa mà còn tổ chức cúng sao, cúng sao đó là bất liễu nghĩa. Vì trong Phật giáo không có cúng sao, không có ghi tên cúng sao trai hết á. Nhưng mà bây giờ nếu mình không cúng sao á, thì họ sẽ đi tìm những cái chỗ nào họ cúng, thì có thể họ bị người ta lợi dụng cái lòng tin của họ để mà lấy tiền của họ, để mà gạt gẫm họ. Thôi mình không nỡ để cho họ đi vào những chỗ đó, mình nhận cúng sao. Nhưng mà rồi á, mượn cái hình thức đó để mà khuyên lơn, nhắc nhở họ tu hành, dạy họ tụng những cái kinh mà nó đạo lý, nó cao sâu, để họ tự họ tu tập chuyển hóa. Họ tu tập chuyển hóa thì họ làm gì gây tai ương khổ nạn cho ai mà họ gặp nạn. Cho nên cái trường hợp đó mượn cúng sao là bất liễu nghĩa. Còn cúng sao còn cầu an mà dạy cho họ cái chính thức là liễu nghĩa. Ví dụ vậy đó. Bây giờ người ta đang sợ ma. Như hôm qua có cô đó nói trời ơi thầy ơi con ngủ không được, mà hôm trước con lên thầy thầy cho con cái dây con đeo về con ngủ được, mà hai tuần lễ nay nó mất tiêu, đâu ngủ đêm nào. Trời, dây gì, dây thun đeo cũng hết. Nhưng mà thưa đại chúng là thật sự ra đó, khi mà mình làm cái gì cho ai, mình gửi cái năng lượng từ bi của mình vào trong đó thì người ta cảm nhận nó thôi.
cái năng lượng mà. Mà cái này không có thể nói được. Thì ở đây có một ví dụ, trường hợp mà đeo dây đó là mất liễu nghĩa. Nhưng mà mình mượn cái sợi dây đó để làm cho cái người đó họ có cái sự bình an ở trong tâm họ, là thầy cho mình cái gì đó ở trên đó. Đặc biệt lắm. Thí dụ vậy. Bốn y: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó là bốn cái. Rồi cái thứ nữa đó, Bồ Tát ở trong đời nó có hai loại: Bồ Tát thuận, Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà lúc những vị mà sống điềm đạm đạo hạnh cho mình nương theo đó là Bồ Tát thuận. Rồi có những Bồ Tát chuyên môn làm chuyện nghịch đời không à, mình thấy khó ưa lắm. Bồ Tát đó Bồ Tát nghịch. Bồ Tát nó làm những chuyện trật đời vậy đó, để cho làm chi? Để cho mình thấy cái đó sai, đừng làm theo. Ví dụ thôi, Pháp Hòa lên ngồi ở trên pháp đàm với quý vị vậy nè, trong khi quý vị đang chia sẻ mà Hòa ngồi, Pháp Hòa ngồi và lắc đùi lắc chân, trời ông thầy gì kỳ quá, thấy không? Thì các vị có thấy ông thầy ông kỳ vậy, đừng học ông, ông kỳ lắm. Thật sự ra cái vị đó người ta đúng vậy không, mình sao mình biết, phải không? Nhưng mình nhìn cái hổng đẹp của người ta để tự mình răn nhắc mình. Cho nên Đức Khổng Tử nói, nếu mà mình đi trên đường mà gặp người tốt thì nhớ phải ráng học tốt giống họ. Còn nếu mình gặp họ sai, họ quấy, họ lỗi, nhớ phải học, học cái đừng bao giờ làm giống. Cho nên Pháp Hòa hay nói đó, gặp cái người sai á cũng phải học. Học cái gì biết không? Học một bài học là không bao giờ làm, vĩnh viễn phải chừa cái đó. Người tu mà cầm cái điếu thuốc mà phì phà là thấy nó không được rồi. Bỏ cả cuộc đời mà còn có cái điếu chút xíu đó mà bỏ không xong thì sao nữa. Nhưng mà mình nói không lẽ giờ mình cứ mình mà cứ đi mắng mình nói xấu người ta hoài, không nên. Đó. Họ đã dư biết cái điều đó rồi. Giờ không phải chuyện của mình nữa. Đừng có tạo nghiệp do người đó, đừng có tự nhìn người đó để tạo nghiệp cho mình. Người ta đã hiểu, người ta học giới, ta còn biết tới đâu nữa kìa. Cái chuyện mà hút điếu thuốc mà người ta dư biết. Nhưng mà đâu phải người ta không biết đâu mà ta mình đợi mình nói. Vậy thì mình nhìn cái nghiệp của người ta mà mình tạo cái nghiệp cho mình, đâu cần thiết. Một người xuất gia hành xử không đúng, dư biết rồi. Ta dư biết chứ ta không biết điều đâu. Nhưng mình nói cái mắt cầu mình đâu đợi tới phiên mình nói à. Trước kia cũng nhiều người nói rồi, thật ra mình không cần phải nói nữa. Mà cái mình cần làm là gì? Tu. Mà nhiều khi chính cái tu mình biết đâu, người ta nhìn lại ta nói trời ơi, cái vị đó tu mới có 2 năm mà còn hay hơn tôi 10 năm. Tôi 10 năm mà tôi còn chưa được cái đó. Thí dụ vậy, tự người ta nhắc nhở người ta. Chứ không có cái gì bằng tự mình tu, tự mình thay đổi, tự mình chuyển hóa, thì mình sẽ làm cho người khác nhìn vào cái chuyển hóa đó. Thậm chí người nhà mình chống mình, không cho mình tu, nhưng mình phải nhìn lại cái cách mình tu sao mà bị người ta chống. Giống như nãy thầy Đức Tạng nói, khi mình nói tại sao người đó đánh tôi, tại sao người đó la tôi, đừng có đặt tại sao với người đó, mà phải ngược lại hỏi mình tại sao mình làm gì mà người ta, thì chắc mình cũng có làm gì cho nên người ta mới bất đồng ý kiến với mình. Thậm chí có những cái mình làm rất đúng chứ không phải sai đâu, nhưng mà tại người ta không bằng lòng với cái đúng đâu của mình thì người ta giận thôi, chứ đâu có nghĩa là mình sai. Nhưng mà trước hết mình đặt câu hỏi với người đó thì mình đặt câu hỏi với chính mình, để mình tìm ra một câu hỏi: a à, tôi đúng thì thôi không có gì buồn, a à, tôi sai vậy họ giận là đúng. Chứ Pháp Hoài nói nếu người ta nói xấu mình mà mình xấu thiệt thì mắc gì buồn, người ta nói thiệt mà ta nói đúng. Mà nếu mà người ta nói xấu mình mà nói trật lất à, mà nói trật mắc gì buồn. Cho nên không, cả hai không có gì để buồn cả. Người ta nói trúng thì nói trúng mà mắc gì giận người ta, mà người ta nói trật thì mắc cái gì phải giận.
Thật sự ra nếu mà mình không sống kiểu đó là mình khùng lâu rồi. Tại vì một ngày mình gặp 1.000, 100, 100, 100 người, 1.000 người, mấy chục năm làm Phật sự thì làm gì mà không có ngày cái bất đồng và cái tán đồng. Mà nếu mà mình cứ dính vào mấy cái đó là mình khùng. Cho mình phải tự mình thấy mình đang làm gì thì mình cứ đi tới. Cho nên mình đừng có thật sự ra cái hiểu biết của mình so với một cái vị xuất gia kia hay một cái người tu cao hơn mình, tu lâu hơn mình chưa là gì. Cho nên mình phải nhớ cái câu này: càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Phá Hòa hay tự nói với mình vậy đó. Mà thiệt, trời ơi, nhiều cái mình biết, cái mình nghĩ mình biết, cho tới hồi mình một ngày nào mình đọc vô cuốn sách kia, mình nói trời ơi, hôm nay mình cái hiểu của mình nó mới có một phần của cái này thôi. Càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Chứ không phải là mình nếu mình càng tu mình càng thấy mình hay ho, đó là cái đó một dạng kiêu mạn. Kiêu mạn gì? Do giỏi mà kiêu mạn. Hôm bữa mình học Bồ Tát Giới nhớ không? Trong cái quyển U Bồ Tát á, thấy người dở hơn mình không khinh, thấy mình hay hơn họ không kiêu mạn. Xin cho con biết khiêm hạ, cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người. Mà hễ mà con thấy được cái hay của người, con phải vui như chính con làm được. Mục đích và ý nghĩa của việc lễ lại Kinh Lương Hoàng Sám. Hôm qua Pháp Hòa có nói Lương Hoàng Sám là một trong nhiều những cái bộ nghi thức sám hối. Nhưng mà trong nghi thức sám hối á, có thể nói bộ Lương Hoàng Sám là bộ dài nhất, so với Thủy Sám, so với Hồng Danh Sám, so với Đại Bi Sám, so với Di Đà Sám, thì Lương Hoàng Sám là bộ sám dài nhất. Bởi vì nó tới 10 quyển nhỏ gom thành một bộ. Thì cái mục đích của tất cả sám hối cùng giống nhau là muốn giải trừ những cái nghiệp chướng, lỗi lầm do ba nghiệp thân miệng ý của mình gây nên. Nhưng mà đặc biệt trong Lương Hoàng Sám là sám hối cho quá khứ, cho hiện tại, cho vị lai. Bởi vì mình nhận ra những cái quá khứ mình lỗi, hiện tại mình có lỗi, và muốn để cho vị lai mình khá hơn, do mình nhận được cái quá khứ, tu tập cái hiện tại thì chuyển hóa cái tương lai. Cũng y như mình vậy đó. 20 năm trước tôi nghèo khổ, hiện tại đây tôi tạm đủ sống. Vì vậy cho nên tôi sẽ cố gắng dành dụm để tôi bình an hơn trong những ngày tới. Sám hối cũng vậy, nhận được quá khứ, tu ngay hiện tại, lo cho tương lai. Mà bây giờ muốn sám hối thì trước hết phải làm gì? Phải nhận ra cái lỗi. Cho nên trước phần trước là có gì? Nói về quả báo. Nhớ không? Quyển thứ tư là nói rõ địa ngục, nói rõ quả báo. Làm cái nhân gì mà gặp cái nhân này? Trong kinh kể những câu chuyện gì, người ta đem đường, người ta gạo gì tới cúng mà thầy trụ trì lẻn ăn mình cũng mắc quả báo. Ví dụ vậy. Trời ơi, mình đọc xong mình nhớ trực, sao giống mình trong này quá. Lâu lâu mình cũng thấy cái gì ngon ngon, mình chôm bỏ một giỏ để dành ăn. Thì mình nhớ như vậy là có mình trong đó. Giờ thấy vậy, cái nghe những cái tội lỗi đó, sám hối. Rồi sám hối cho mình xong rồi, giờ sám hối cho ai? Sám hối cho người thân. Bởi vì người thân mình mà họ nhẹ tội đó, mình cũng đỡ lắm à. Nói cách khác đi, họ bớt khổ mình cũng hưởng lây. Tại vì họ khổ, họ làm khổ mình luôn. Cho nên mình tu làm sao mình làm cho người nhà mình vui vẻ, họ vui mình đỡ lắm. Họ không vui, trời ơi, đi chùa về thấy họ mình né. Trời, cái bắt đầu mình thấy ở chùa vui vẻ ghê vậy đó, về nhà thấy ổng bực bội à,
tái minh. Thành thử ra mình tu sao mà về nhà mình chuyển hóa, mình tu tập sao để người thân mình thấy hạnh phúc. Mà mình tu sao mà họ nổi phiền não với mình đó, là coi chừng ấy, mình một đằng này á, là mình giảm mà đằng kia mình tăng. Rồi bắt đầu họ mà khó chịu với mình thì sao? Họ chướng duyên cho mình. Mình mới xách giỏ chuẩn bị đi chùa là mình thấy họ đổi sắc rồi. Hồi nãy họ đang chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mình ra tới cửa họ đổi thành A Tu La. Cũng A. Thôi mình quay vô, mình A La cho rồi. Nó như vậy đó. Cho nên sám hối nào cũng được hết đó. Tùy theo thời gian hoàn cảnh của mình mà mình dùng. Thí dụ bây giờ quý vị chọn lương hoàng sám mà không có thời gian, tụng hai cuốn thôi, cuốn 5 cuốn 6 giải tỏa oan kết. Cái chữ giải tỏa oan kết là bản dịch của Ngài Trí Quang. Còn bản dịch của Ngài Viên Giác á, dịch là giải oan thích kết. Tức là mình giải tỏa những cái oán thù với nhau. Sở dĩ đời này mà mình khổ lụy vì người này người kia xung quanh mình đó, toàn là oán thù với mình. Tại sao bao nhiêu người họ có nhiều người ngộ. Thí dụ đây, mình ví dụ thôi. Đi vô trong hãng làm đó, gặp cái bà đó, bà không kiếm chuyện với ai mà cứ nhà mình bà kiếm chuyện à. Mình làm gì bà cũng tới bà sửa mình hết á, bực ghê vậy đó. Rồi ở hãng xong rồi thôi thôi phiền não quá, thôi cuối tuần đi chùa đi. Trời ơi vô gặp bà nữa. Mình đi đâu bà cũng tò tò. Sao mệt quá. Thiện tri thức, họ là cái người tác thành cái đạo nghiệp cho mình đó. Họ sợ mình tu không tới. Họ đi theo, họ đẩy mình cho tới. Mà rốt cuộc mình không tới thành chánh quả mà lên tới đỉnh. Máu lên tới ốc. Cho nên là mình phải nhớ là đối với Phật giáo Đại Thừa đó, chữ Đại Thừa là gì? Bây giờ Pháp Hòa chỉ quý vị nhìn cái cách Đại Thừa để quý vị khỏi bị bận rộn cái chữ tiểu với đại nữa. Đại Thừa là gì? Mình biết chuyển hướng thôi. Cái cách Pháp Hòa thực tập cho Pháp Hòa này nha. Thí dụ Pháp Hòa nghĩ tôi là trụ trì. Thí dụ ha, hôm nào mình bị dính trụ trì, một cái người đó hồi nhỏ mình vô nói ê rót cho tôi ly nước coi. Cái mình nói trời ơi nó dám sai trụ trì. Thí dụ vậy đó. Mình đang ở đây nè, mình là đây nói dưới này nè. Mình đang nghĩ nó, mình trên này nó dưới này nè. Cái bây giờ mình đổi lại, mình lật ngược lại. Ồ nó là boss trong hãng đó, thôi kệ rót nó đi nước đi. Chuyển ngược lại. Mà khi mình chuyển được cái đó là Đại Thừa. Ví dụ mình nói cái người kia họ xấu lắm, nhưng mà chuyển lại, ồ tại họ vậy họ giúp mình tu. Nên cái chữ Đại Thừa là vậy đó. Tức là mình làm sao mình phóng cái nhìn của mình ra. Ví dụ như nãy mình nói một trường hợp nữa, một mình là một bác lớn tuổi đi. Mình đây nè, mình nói mình 70 mà cái thằng đó nó 20 rồi, vô bà cho tôi nước coi. Chuyển lại, trời ơi mình là bà nó mà nói cháu. Nói cháu nó mới vậy chứ mình là bà nó, thôi kệ đi rót cho nó. Cho nên nhiều khi đệ tử mà nó không có tốt, nó không có thương mình vậy thì là hỗn, thí dụ vậy đó. Nó đệ tử mà mình là thầy mà đi giận đệ tử kiểu đó là sao mà đúng cái lượng của người thầy. Nó giải liền. Thật sự mình sống mà mình không có chuyển kiểu đó là mỗi ngày khổ nhiều lắm. Tại vì mình dính với cái chức của mình, mình dính với cái gì của mình đó. Thí dụ như là ông gì mà bây giờ tổng thống của Mỹ đó, ông Trump đi. Trước khi ông là tổng thống thì ông mới là tổng giám đốc thôi. Thì cái chức thì bất quá ông bắt tay thôi, mà bây giờ mình gặp ổng là khác à. Không. Cho nên ví dụ như rồi á, cái bữa hôm gặp có một cái cô nọ, ba cô bạn với nhau, rồi trong đó có hai cô đi tu, còn cô chưa tu. Cái gặp Pháp Hòa cái nói, thầy bạn con đó thầy, mà bây giờ con gặp con phải dạ cô xưng con, hồi xưa tao mày không. Nhiều khi ấy, cuộc sống của mình nghĩ mình là ai. Cho Pháp Hòa hay nghĩ ví dụ như cái người đó họ lớn hơn mình. Thí dụ bây giờ ví dụ thôi, Pháp Hòa nói mấy bác thường thường gặp mấy thầy hay mô Phật, thầy xưng con. Ví dụ mà hôm nào mà
lỡ mà cái người đó nói cái điều gì không đúng, trời ơi, cái bác đó là bà ngoại mình mà, bà nội mình mà, tại sao mình lại giận? Bác có quyền, ở cái tuổi của bác là đáng bà nội bà ngoại mình rồi, bác sai mình cũng được nữa, bác nói nặng mình cũng sao, bà nội mình mà. Nghĩ vậy cái mình, còn mình nói trời ơi, già già chứ cũng là Phật tử thôi chứ tôi mới là thầy, là mình khổ. Cho nên á, thường thường á, mình trong cuộc sống của mình không phải lúc nào mình cũng ở cái chỗ đó. Có một cái ông đó, ông vô đấy, hòa thượng, ông là gì tôi phải nghe không? Bất quá là thầy chùa thôi chứ làm gì. Cái thì ông hòa thượng nói, đạo hữu tới đây. Ông xích tới, không, đạo hữu xích qua đây đi, ông xích qua. Thôi mời đạo hữu ngồi, cái ông ngồi. Cái hòa thượng này, đạo hữu nghe lời tôi rồi đó. Tức là hồi nãy vô nói ông là cái gì mà tôi phải nghe không? Không, thì hòa thượng mới nói đạo hữu xích tới, cái ông xích. Đạo hữu xe qua đây, cái ông xe. Hòa thượng nói giờ mời đạo hữu ngồi, cái ông ngồi. Thì hòa thượng nói vậy nãy giờ ông làm gì đó? Nãy giờ ông nghe lời tôi rồi. Thế đó là một cái cách để người ta đối trị, cái là giống như cái ông đó, ông không có tin nhân quả vậy đó. Thì ông không tin nhân quả thì hòa thượng sáng ông bạc tay. Thì trong cái cơn mà phản ứng bình thường mà mình bị sáng bạc tay thì mình sáng lại thôi. Hòa thượng nói giờ đạo hữu biết nhân quả là gì chưa? Thì ông quỳ xuống lại liền. Chứ mình ngồi mình định nghĩa chữ nhân quả thì đôi khi ông không thấy, phải không? Mà thường thường mình là vậy, phản ứng nhanh mà, người ta tán mình tán lại. Thì hòa thượng chỉ liền nhân quả. Cái đó là rất bình thường trong cuộc sống. Ông chửi tôi chửi lại, đó là bình thường. Con tụng kinh thường hay ngủ gục, xin thầy hướng dẫn con làm sao. Ô dễ, đi vô phòng ngủ thôi, khỏi ngồi luôn. Ngồi chi gục cho nó khổ, vô phòng ngủ. Ngủ gục đó, nó hai loại. Do mình thiếu ngủ, mình ngủ gục đó là chuyện bình thường. Có một cái loại ngủ gục á, là người mình vẫn bình thường, vẫn tỉnh, nhưng mà hãy vô tụng kinh là gục. Thì cái trường hợp này là nó nằm trong nghiệp. Cái này nó nằm trong ngủ cái đó, hay là ngủ chướng đó. Hôn trầm là buồn ngủ, trạo cử là lăn xăng. Cho nên á, mình á, tại sao mình ngồi thiền, mình tập, mình ngồi im nè. Mình ăn cơm, mình im là mình tập cái tâm trạo cử đó. Pháp Hòa ví dụ như quý thầy ngồi giảng cũng vậy, đôi khi cũng trạo cử, nói chuyện quơ suốt à. Cái lát nhớ trực lại để tay xuống, rồi hồi cái muốn diễn tả cho nó đúng mức quơ tiếp đó. Hình thức trạo cử đó. Cho nên mình phải tự mình quán chiếu nha. Mỗi ngày mình có trạo cử không? Có chứ. Trời, nói chuyện quơ dữ lắm. Có nhiều người có trạo cử, anh biết không? Thì cái người kia họ khó chịu lắm. Tại vì cái kiểu của mình là nói chuyện mà chỉ tay là ta không thích. Chỉ khi nào là, cái là mình, đôi khi mình nghĩ cái người đó nhỏ hơn mình, tại sao nói chuyện mà lại có những cái thái độ như vậy. Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn dễ thương, rõ ràng nó trạo cử. Nó thói quen nó vậy đó. Có nhiều người nói chuyện phải dỗ. Mình ngồi họ mình muốn nát mình vậy. Họ cứ dỗ vậy, biết không? Tất cả là trạo cử hết á. Nhưng mà trạo cử nó hai loại nữa. Trạo cử bên trong, có nhiều khi ngồi yên nhưng mà trong tâm để ý lắm. Mà chính cái trạo cử trong lòng nó biểu lộ ra con mắt. Tới nhà người ta mà liếc. Có nhiều khi mình ngồi dưới này nè mà vậy. Đó là trạo cử đó. Mà hình thức trạo cử từ ở bên trong. Mà từ cái trạo cử ở bên trong nó biểu lộ ra cái ánh mắt. Vì họ không vô tay vô chân. Cho nên trạo cử nó nhiều cách lắm á. Trạo cử nó nhiều cách lắm. Rồi thậm chí cái trạo cử này nữa nè, là mình thấy người ta dở. Như hôm trước bài giảng mình Hiền Như vậy, đừng tự đẩy lui mình đó.
Cái bà đó bay đi chùa 20 năm mà bà giữ muốn chết, bởi tôi ghét tôi đâu có thèm tu. Như vậy là mình trật rồi. Mình tự thấy cái dở của người ta mà mình đẩy lui mình. Bà tu 20 năm bà giữ, kệ bà, mắc gì tới mình mà bà giữ, mình nghỉ tu. Mà đa số là như vậy. Đa số là như vậy. Chỉ cần thấy một hình ảnh một người nào mà họ tu mà họ làm sai, từ đó về sau mình bỏ đạo, bỏ tu, mình thối lui, đó là mình trật. Đâu thể thấy cái, thí dụ như giờ mình nói con mình nè, con vô, con mấy đứa nhỏ đi vô trường nó học á, nó nghỉ học. Tại sao con nghỉ học? Dạ tại bạn con ba đứa nó nghỉ hết trơn rồi. Không lẽ mình cũng nói ồ vậy hả con, vậy thôi con nghỉ đi, chả chẳng bốn. Mình nói nó nghỉ học là chuyện của nó muốn dốt, còn con không được dốt. Rõ ràng mình dạy con mình vậy mà, thì tại sao mình không dạy được mình? Thấy người ta lui tu thì tại sao mình, người ta tu dởm tu dở thì mình phải tu sao chứ, tại sao thấy người ta vậy rồi mình lui? Đó, cái bài Pháp Hòa nói ở bên Cali vừa rồi, đừng tự đẩy lui mình. Và đa số là mình như vậy. Đó là một hình thức trạo cử, phóng dật, buông lung. Thấy người ta buông lung, mình cũng buông lung. Trạo cử, hôn trầm, phóng dật buông lung. Nghi ngờ là một hình thức chướng ngại mình tu dữ lắm. Cho nên quý vị buồn ngủ mà kiểu như mình ngủ không đủ, dù mấy ngày nay nè có nhiều người khó ngủ á, rồi vô 2-3 đêm ngủ cũng được, thành thử tới giờ tụng kinh mình cũng lại Phật, rồi tới giờ nghe giảng mình cũng lại thầy. Nếu mình bị nghiệp này, sám hối hết, sám hối thời gian hết. Thí dụ mỗi lần mình tụng kinh xong á, mình đối Phật xin Tam Bảo hộ pháp, chư thiên gia hộ cho con tiêu trừ nghiệp chướng hôn trầm. Còn mình không biết dùng từ nó nghiệp chướng buồn ngủ cũng được nữa. Có nhiều người họ không buồn ngủ mà họ ngáp. Trời ơi, họ ngồi họ ngáp mà chảy nước mắt luôn á. Một hình thức á. Tức là hoặc là có cái hình thức này nè, tới giờ tụng kinh cái trong ngồng nó nóng, cái ngực nó nóng rang, nó bồn chồn, nó khó chịu. Đó là những hình thức nghiệp chướng đó. Nhưng mà đừng vì nó mà bỏ nha. Nếu mình mà bỏ đó là nó thắng mình rồi đó. Đó là một chữ, cho nên chữ ma là gì? Chữ ma đó, ma là nói tắt thôi, nói cho đủ là Mara. Tiếng Phạn là Mara, nói tắt là ma. Nghĩa là gì? Đoạt mệnh. Chữ ma nghĩa là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái trí tuệ mệnh của mình, cái mạng thân trí tuệ của mình. Nó ngăn che mình. Không lẽ bây giờ á, quý bác để ý đau chân nhưng mà vẫn còn đi được, bất quá chậm hơn ta thôi. Từng bước bước xuống cầu thang, bước bước nữa, người ta đi có 3 phút người ta tới thang, mình đi 10 phút. Nhưng mà 10 phút dẫn tới hơn là cả đời đứng chỗ. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi lại Phật á, có những lúc Pháp Hòa lại cái mình nghĩ thôi còn 10 lại nó ngưng đi. Mình nghĩ thợ 10 lại này nó cũng đâu tới đâu, thôi mà có chết trong 10 lại này thì cũng được. Mình lướt vậy cái mình đi tới. Nhiều khi mình ăn chay á, thèm mặn, ăn mà thèm lắm, thì những lúc như vậy đó mình biết nó đang trở ngại mình. Mà nếu mình ăn mặn một cái là mình thua nó. Cho nên ở trong cuộc đời tu của mình, mỗi người mình gặp một cái chướng ngại. Người thì chướng ngại về ăn, người chướng ngại về học, thậm chí sinh lý. Mỗi người mình có một chướng ngại thì tự phải nhận cái chướng ngại đó, rồi mình sám hối với cái chướng ngại đó. Và phải đưa mình ra khỏi những cái môi trường, đừng để cho mình có cơ hội mình tiếp xúc với nó nữa. Thí dụ buồn ngủ phải không? Trước khi lên tụng kinh rửa mặt bằng nước lạnh, rửa tay, rồi hoặc là tắm rửa cho nó mát mẻ, rồi lên cho nó giúp mình một phần nào trong sự tỉnh táo. Còn do thân thể mỏi mệt, ngủ đó là chuyện thường. Còn bình thường mà lúc nào vô tụng kinh mình cũng bị đó là nghiệp.
Còn do thân thể một ngày làm việc thiếu ngủ rồi thế này là không có sao. Thôi một câu cuối nữa rồi mình nghỉ. Niệm Phật tụng kinh cho người chết mà 8 tiếng, sau đó kiểm chứng người đó đi vãng sanh có đúng không? Thưa đại chúng, nếu trường hợp á, niệm Phật cho một cái người mất sau 8 tiếng, 10 tiếng gì đó mà thân thể họ mềm mại đó, thì mình chỉ có thể biết rằng đó là một thoại tướng. Thoại tướng là gì? Là một cái hiện tượng tốt, lành cho người mất đó thôi. Chứ còn vấn đề xác định họ vãng sanh hay không chưa chắc. Nếu cái người nào mà cũng nghĩ rằng niệm Phật 8 tiếng thì vãng sanh thì thôi mình tu làm chi. Mà nếu mà cái người đó hàng ngày họ không có tập tu gì hết thì chắc gì mình niệm 8 tiếng mà họ đi không? Tại vì họ không có match. Pháp Hòa ví dụ hồi nãy thầy Đức Tạng hát cái bài mà đây là tịnh độ, tịnh độ là đây bằng tiếng Anh á. Ở đây có quý vị nào hát được một câu nào với thầy không? Không, Pháp Hòa mà nói trường hợp là mình không có nhìn chữ, mình không hề biết cái bản nhạc đó đó. Hát được không? Không. Vì mình có bao giờ nghe cái đó đâu, có bao giờ đọc những cái lời đó đâu, có bao giờ hát đâu mà thầy hát ra mình hát theo được. Cũng như vậy, hằng ngày người đó chưa bao giờ A-di-đà Phật thân kim sắc hết á. Bây giờ mình tới mình nói A-di-đà Phật thân kim sắc, nó nói sắc cái gì? Sắc gọt gì đây? Tại vì họ không có huân cái đó thì làm sao mình tụng ra mà họ đưa ra nó ấy được. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ đại chúng đã từng thuộc cái bài nguyện đem công đức này rồi, cho nên Pháp Hòa vừa nói nguyện đem công thì quý vị đức này liền, tại vì quý vị có cái đó. Còn nếu mà ngày mình không có cái đó thì chịu à. Bây giờ cái người đó họ chưa bao giờ tụng cái bài con về nương tựa Pháp, con đường có tình thương và sự hiểu biết, cho nên mình vừa tụng con về nương tựa Pháp, cái họ lép nhép theo con đường của tình, cái họ yêu liền à. Tại vì họ có chữ tình yêu chứ không có tình thương. Cho nên mình, họ trong tâm họ có cái gì thì mình tụng họ ra cái đó. Cho nên muốn được vãng sanh, hằng ngày mình phải huân tập cái đó thì lúc đi thì có thể được vãng sanh. Chứ còn cái chuyện mà hơn nữa, bây giờ Pháp Hòa nói khoa học mà quý vị mà Google, quý vị tìm cái bài đó. Một thân thể người chết sau bao nhiêu tiếng sẽ mềm. Nó cũng có cái trường hợp là người ta phân tích theo khoa học là xác chết nó đến một cái mức độ nó cứng, rồi nó sẽ sau bao nhiêu tiếng đó nó mềm trở lại. Bắt đầu nó rã đó. Đến cái lúc nó mình thử mà không đưa vô nhà lạnh, không chích thuốc, không gì coi, bắt đầu cơ thể mình nó chuyển biến liền. Còn trường hợp mà mình niệm Phật rồi thân tướng người đó tươi nhuận mềm mại ra đó, đừng nghĩ họ vãng sanh. Có thể nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vãng sanh. Thì thôi bây giờ căn bản nhất là thoại tướng thôi, điềm lành. Nhưng mà cái điều này là do kinh nghiệm các tổ thôi, chứ cũng chưa hề có một quyển kinh nào Đức Phật nói cái chuyện này à. Đức Phật không có nói cái chuyện này trong kinh á. Do kinh nghiệm của mình rồi mình đưa ra một cái hệ, một cái việc như vậy thôi. Và thưa đại chúng là mình tu Phật á, cũng đừng bận tâm cái chuyện đó. Cái quan trọng là làm sao hằng ngày mình chuyển hóa ba món độc căn bản trong thân tâm mình, đó là tham sân si. Mà tham sân si mà có giảm được là mình đã lên tới từng bậc của hoa sen rồi. Hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, hay là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hay là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trong chín phẩm hoa sen mình xem coi mình ở từng nào rồi. Chứ còn thật sự ra đừng có đặt nặng cái vấn đề đó. Một là chết thân thể mềm mại, hai là thiêu ra có xá lợi, ba là ngồi lâu lâu rờ ở đỉnh, hình như nó nhọn nhọn cao cao lên giống Phật ở trển rồi đó. Mấy cái đó trong kinh không hề bao giờ nói cái chuyện đó. Mà do mình kinh nghiệm một cuộc sống tu mình thì mình nói ra thôi, chứ còn không, trong kinh không có nói.
Mục đích mình tu là giải thoát khổ đau phiền não ngay trong đời này, chứ đâu phải đợi mục đích mình tu để nữa mình chết thân thể mình mềm rồi thử bây giờ không lo, để yên đừng đụng gì vô, từ từ nó cũng mềm mà. Nó không mềm sao nó rã, nó thối lên được không? Cho nên đừng đặt nặng cái vấn đề đó. Mà nếu như mà mình tu đúng là kết quả nó sẽ đúng thôi. Cái mục đích tối hậu của người tu là gì? Là có được niết bàn của tự tâm. Nói một cách khác là giải thoát, giải thoát phiền não khổ đau, chứ không phải mục đích của người tu để rồi cuối cùng được một cái thân thể tứ đại mềm mại. Nó là cái xác tứ đại mà, nó mềm rồi nó cứng rồi sao? Cũng đem vô lò đốt thôi, cũng đem xuống chôn với lòng đất thôi, chứ nó có nói được cái gì đâu. Bản chất đó là do tứ đại hợp thành mà. Rồi mình cứ giảng hoài cái chuyện thân này là thân tứ đại, đừng có dính mắc nó. Rồi cuối cùng chết thì dính mắc nó bằng cách là cho nó mềm hay là cứng. Ở đây mình không có bác gì hết, nhưng mà người Phật tử mình phải có một cái nhìn cho nó trong sáng hơn, cho nó rộng hơn, để chúng ta đừng có dính mắc nó ở những cái hình thức như vậy. Rồi không lẽ bây giờ vị nào mà chết đi rồi rồi cứ ngắt cái chân nó vậy đó, đọa lạc sao? Làm sao mình thẩm định được chuyện đó? Kinh không thể nói, mà do kinh nghiệm bản thân của chúng ta trong đời sống này chúng ta nói thôi. Và quý vị cứ nhớ là mục đích của tối hậu của người tu làm sao ngay trong đời sống này có được sự an lạc. Tham sân si mỗi ngày mình có giảm là mình biết mình đã đi dần tới niết bàn. Niết bàn là trạng thái khi tâm mình không tham, không sân, không si. Chứ không phải có một vị Phật nào, vị thầy nào nói quý vị ráng tu theo tôi để nửa chết được thân tứ đại mềm. Đâu có kinh nào nói câu đó. Cho quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mà thậm chí chết rồi mà đi kiếm xá lợi lại càng sai nữa. Đó là mới tro tàn mà mắc cái gì mà đi kiếm. Không có gì phải kiếm cả. Các vị mà người ta để lại cả cái nhục thân mà còn không thấy gì nè. Quý vị thấy nhục thân Lục Tổ Huệ Năng không? Lục Tổ Huệ Năng ở bên Trung Quốc đó, khi ngài mất ngài để lại cả toàn thân của ngài khô lại thôi, là một cái rồi mình kêu là toàn thân xá lợi rồi. Vậy mà cái thời cách mạng văn hóa của ông Mao Trạch Đông đó, là đập cái tượng của ngài rồi, đập cái xác thân của ngài rồi. Cái tượng hiện bây giờ đang thờ ở bên chùa Nam Hoa bên Trung Quốc là cái tượng phục hoạt, cái tượng phục chế lại chứ không phải là tượng nguyên thủy của ngài nữa. Thời cách mạng văn hóa là họ đã lấy súng vô họ đập bể cái thân, cái xác nhục thân của ngài rồi. Rồi sau này do một phái đoàn ngoại quốc đến thăm cái chùa đó mà chính phủ Trung Quốc phải cho người làm lại cái tượng đó. Cho nên cái tượng mà hiện đang thờ ở chùa Nam Hoa đó là tượng phục chế chứ không phải là nguyên thủy. Mà ngay cả quý vị thấy không, sơn hà đại địa vũ trụ trên đời này có cái gì tồn tại bất biến đâu. Đức Phật đã xác định điều đó với mình mà. Con người mình là sanh già bệnh chết. Sự vật trên thế gian này, núi sông đất liền là gì? Là thành trụ hoại không. Mọi việc đây này là sanh trụ dị diệt. Đó, bình hoa này nó đang trụ đây, nó đang dị nè, bắt đầu lá héo rồi, cánh tà héo rồi, đây chừng 3 ngày nữa là nó diệt rồi. Một cái đất nước được hình thành rồi trụ rồi trị vì cả 100-200 năm rồi cũng thay đổi chế độ chính quyền chứ có cái gì bất biến đâu. Ngày xưa mình cũng ngồi vuốt tóc và thắt bính rồi, giờ còn tóc nữa đâu vuốt rụng hết rồi. Ngày xưa rồi mình, ngày xưa nước bồ kết gọi chiều về buông xỏa tóc mây,
giờ nước Bồ Kết, nước Bồ Tát ướm lên cho nó vàng vàng đỏ đỏ để nó che lấp cái màu trắng đó thôi, chứ có gì đâu. Cho nên đừng có bận cái đó. Tu làm sao cho mình thấy à, ngay trong đời sống mỗi ngày mình có được hạnh phúc, có an lạc. An lạc bây giờ và an lạc ở tương lai. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Xin thưa là trong thời gian qua chắc cũng gần 3 tuần ha, thì chúng ta có đạo hữu Ngô Hải và con gái là bé Phương Mai ở Úc và Sydney qua thăm chùa, dự khóa tu mấy em trẻ, rồi đi qua bên Texas dự khóa tu xuất gia giao duyên, trở về đây dự khóa tu mùa xuân. Thì hình như ngày mai, phải không chú? Ngày mai chú cũng về lại bên Úc. Thì bên cạnh đó có Phật tử bên Ohio, có Phật tử ở bên Portland, Washington State, rồi Phật tử ở California, Phật tử ở Michigan, Phật tử ở Maryland, Phật tử Calgary, Red Deer, Edmonton, Kelowna. Thành thử ra tuy rằng và không đông, một trên dưới 100 người, nhưng mà anh hùng hào kiệt có mặt đầy đủ. Thì trước hết xin cảm ơn đại chúng đã có thể tranh thủ thời gian để về tham dự khóa tu mùa xuân 4 ngày ở tại Tây Thiên. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử đã phát tâm cúng dường cho đại chúng trong suốt mấy ngày qua. Ngày nào cũng có những bữa ăn rất là thanh đạm, đơn giản, chừng 5-7 món. Và chúng ta đã sống với nhau trong 4 ngày rất là vui, rất là hạnh phúc. Quý vị có vui không? Có hạnh phúc không? Mình sống trong cái đạo tình ha, đạo tình, đạo tâm tạo nên cái đạo tràng. Đạo tràng có là do đạo tâm, đạo tình có. Đạo tâm, đạo tình không có thì không thể có đạo tràng. Và đó là cái chất lượng, chất liệu để làm nên đạo tràng. Và chúng ta từ sống trong cái tình thầy trò, huynh đệ, anh em, chị em, và mong rằng đại chúng cũng tiếp tục chế tác những cái năng lượng cảm tình huynh đệ này, để luôn luôn sống như vậy với nhau cho đến ngày chúng ta viên mãn cuộc đời này. Thì mai mốt rồi đi ngang ở cái tòa cao ốc 27 tầng ở Trúc Lâm đó, ồ chị này hồi đó tôi yêu chị, quen lắm, thân lắm, không có nói bà đó, đi dừa. Sống như vậy là mình uổng đi. Cho nên cố gắng làm sao mà sống huynh đệ chúng ta. Và càng thấy quý bác lớn tuổi á, thì mình thấy rằng cái ngày mình xa quý bác gần rồi, rồi cái ngày mình bằng mấy bác tới rồi. Cho nên mình không có cái gì để mình phiền ai nữa hết. Phó Hòa hay suy nghĩ vậy, cho nên Phó Hòa không có, thiệt sự nhiều khi vị đó làm gì mình buồn chút vậy thôi, không bao giờ Phó Hòa giận cái vị đó lâu hết đó, tại vì Phó Hòa nghĩ vậy đó. Thôi bác lớn tuổi rồi, cái ngày xa mình đâu còn mấy bữa nữa, rồi mình cũng sắp sửa tới tuổi đó rồi. Rồi mình biết đâu cũng giống vậy nữa làm sao. Thành tử ra không có gì phiền muộn ai cả, ráng tập sống như vậy. Dạ. Dạ. Tôi khai hả? Dạ. Hát không? Nhấn nhấn này, hát nhấn nhấn này. Anh em ta đường phương trời, thank you.
Khóa tu này mình có được tôn tượng Đức Bổn Sư mới vừa hoàn tất. Ngày hôm qua khi mình đi về trúc lâm thì mười mấy chú Phật tử kéo lên đây để đóng cái bệ, rồi mới đóng sơ khởi để đưa tượng lên thôi, rồi các chú sẽ hoàn chỉnh trong nay mai. Thầy Đức Tạng có tấm hình để tặng cho mỗi vị ha. Rồi cô Dư Đại đã làm xong một bộ DVD để làm quà cho quý vị. Rồi xin đại chúng, chúng ta ngồi tĩnh lặng thân tâm, theo dõi hơi thở, nghe ba tiếng chuông.